Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục về video hướng dẫn lập trình robot Nachi Level 2. Thì ở Level 2 này, đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là backup và storing data ở robot Nachi. Đầu tiên ở màn hình Tinmode đây, như tôi đang có một project dự án đó là Level 1 mà tôi muốn backup một toàn bộ cái dữ liệu của ở dự án Level 1 này ra ổ cứng của máy tính hay USB. Thì tôi còn phải làm như sau. Bạn vào phần thư mục quản lý File Manager ở trong màn hình Tinmode này, kích vào đây. Bạn sẽ chọn phần số 10 File Backup. Ở đây thì bạn toàn bộ cả dữ liệu hay chương trình của dự án Level 1 này thì tôi đang được folder đó có tên là Work. Đầu tiên bạn phải chọn vào đây. Sau đó dưới đây bạn sẽ cần chọn cái thư mục hay là ổ cứng mà bạn muốn lưu. Thì tôi sẽ chọn là ở đây là chọn ổ cứng. Thì ở ổ cứng này bạn cần phải tạo một cái folder. Thì ở đây đang có các cái phím F key từ F6 cho đến F12. Thì ở đây các phím của tôi đang bị ẩn đi, thì như các bạn nhìn màn hình bên cạnh này thì bạn sẽ cần phải vào phần phím F key đó là Make Folder, thì bạn cần phải chọn tạo một cái thư mục để bạn lưu file backup ra. Thì bạn đầu tiên bạn phải chọn vào cái hash disk này, ở đây ở tôi của tôi là ổ D, tôi sẽ chọn vào đây và tôi sẽ tạo một cái folder. Thì tôi sẽ đặt tên cái folder này gọi là backup data. Backup data. Đây. Đây bạn đã chọn được vào cái thư mục, bạn đã tạo ra được cái thư mục, bạn là thư mục backup data. Sau khi backup xong thì bạn sẽ chọn execute. Đây nó sẽ hỏi bạn là bạn có muốn backup bắt đầu backup file không. Nếu bạn muốn backup nó thì bạn ấn yes. Đây thì đang loạt. Đây thì các cái file backup thì ở đây đã backup xong. Thì bạn sẽ bấm một phím bất kỳ phát ra. Sau khi backup xong ấy, bạn muốn kiểm tra cái phần backup, bạn sẽ vào kiểu OE. Thì đây, bạn đã backup xong. Đây là những cái phần bạn đã vừa backup xong đây. Tôi đã vừa backup ở đây ra các cái chương trình, cái dự án. Đây, tất cả cái đây là tất cả cái chương trình của tôi ở trong cái dự án Level 1 này. Tôi đã backup xong. Đây bạn chú ý được thời gian là đây là bây giờ là 22 giờ 11 phút ngày 30 tháng 1 năm 2020 đấy. Đây là thời gian của nó. Khi mà bạn muốn backup xong ấy mà bạn lo mà cái chương trình nó bị lỗi, sau này nó sử dụng bị lỗi hay gì mà bạn muốn restore data trở lại ấy, sẽ hoàn toàn làm được, hoặc là tạo một cái project mới, dự án mới, restore cái data này vào cái dự án khác thì bạn có thể hoàn toàn áp dụng được. Thì ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn về phần restore data từ cái nguồn data mà các bạn đã backup từ trước. Tôi sẽ tắt cái dự án này đi. Đây là tôi sẽ bảo lại cái project của tôi là level 2 ạ. Yeah, tôi sẽ mở on nó lên. Tôi sẽ để lên chụp dự án tôi lên rồi 314 1 2 3 4 5. Như các bạn thấy đây ở chương trình tất cả cái dữ liệu của tôi hoàn toàn chưa được có gì đúng không ạ? Thì bây giờ tôi muốn backup restoring cái data mà tôi vừa backup vào trong cái dự án này thì tôi sẽ cần phải làm như sau. Đầu tiên bạn vẫn vào phần quản lý đó là File Manager. Bạn chọn mục số 11 là File Restore. Chọn đây. Ở đây bạn sẽ cần chọn là ở phần này thì bạn cần chọn là ổ đĩa ở ngoài, thì vừa nãy bạn đã
tạo một file backup thì đây, tôi đã tạo một file backup này. Đây là bạn phải chọn phần work. Sau đó bạn ấn execute. Đây nó hỏi bạn là muốn restore file chưa? Thì bạn đây bạn sẽ cần chọn yes. Execute. Yes. Bạn chọn all. Đây ạ. Đây đang rest. Đây thì đây. Và nó báo là restore xong. Bạn ấn yes. Yes. Bạn chọn phim bất kỳ mà. Và bạn sẽ đi kiểm tra lại. Đây ạ. Thì đây là các cái chương trình mà tôi vừa backup lại vào trong cái dự án, nó là level từ level 1 tôi chuyển sang project là level 2. Tôi sẽ chọn một chương trình, okay, chương trình 1 đây. Đây tôi đã hướng dẫn cái video đó là backup và restoring data ở trong robot Natchi, hướng dẫn các bạn xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi, và các bạn hãy đăng ký kênh, like và share giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn.